Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Ở cuối tập 52, sau khi Vân Sơn hạ lệnh, ngay trong đêm tối, dẫn theo đội quân hùng hậu, đám người Vân Lam Tông đã liềm bao vây Mễ Đặc Nghĩ gia tộc lại. Đứng giữa không trung, thanh âm Vân Đốc đã liềm vang lên quát: Mễ Đặc Nghĩ gia tộc, giao ra Dương Nghiệt Tiêu gia, bằng không hôm nay là ngày diệt tộc. Nghe thấy âm thanh này, Hải Lão dẫn theo mọi người đã liền đi ra. Ở bên cạnh, thanh âm hoảng hốt của Đằng Sơn đã liềm vang lên nói: Làm sao bây giờ? Còn có thể như thế nào, nếu không muốn đầu hàng, hôm nay chỉ có thể liều mạng. Mọi người nghe lệnh, giữ nghiêm vị trí của mình, không được bối rối, một khi có người xâm lấn, lấy mạng ngay lập tức. Nên theo câu nói của Nhã Phi chấm dứt, toàn bộ tộc nhân Mễ Đặc Nghĩ trong tay vũ khí sẵn sàng để dàn trận nghênh địch. Còn Hải Ba Đông, hai cánh khẽ động, ông cũng liền phóng thẳng lên trời cao, đối đầu cùng đám người Vân Lam Tông. Lúc này đây, chứng kiến Mễ Đặc Nghĩ gia tộc cứng rắn như vậy, cầm kiếm trong tay, một tên trưởng lão cũng liền ra lệnh cho đệ tử Vân Lam Tông phát động công kích. Và ngay lập tức, nghe theo hiệu lệnh, đám người Vân Lam Tông cưỡi trên mình ma thú từ trên không trung đã ngay lập tức tràn xuống. Bởi vậy, ở dưới mặt đất, từng tiếng leng keng va chạm của đao kiếm cũng không ngừng vang lên, cảnh tượng lúc này là hết sức hỗn loạn. Như cảnh tượng ở phía dưới, Hải Ba Đông lạnh lùng, băng thương trong tay xuất hiện, chỉ trong tích tắc, ông đã liền lao thẳng về phía trước phát động công kích. Nương theo đó, cuộc chiến giữa ba đấu hoàng chính thức nổ ra, trong không trung lấy tốc độ như tia chớp, ba người cứ thế va chạm kịch liệt. Lúc này, bầu trời như sáng bừng sau mỗi lần va chạm, tiếng leng keng không ngừng vang lên làm nơi đây như chấn động. Ở phía xa xa, Sa Lão cùng Pháp Mã chứng kiến cuộc chiến này cũng không dám nhúng tay, một khi can dự rất có thể bị Vân Lam Tông tiêu diệt. Và không chỉ có họ, ngay cả Mộc Chiến cùng Nạp Lăng Kiệt họ cũng chỉ biết khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Còn ở trung tâm, cuộc chiến đã đến hồi gay cấn nhất. Lúc này đây, trong đêm tối, từng âm thanh đao kiếm va chạm cũng không ngừng vang ra. Trên bầu trời, Hải Ba Đông cũng đã vận toàn lực, lấy cỗ khí thế cường hãn, ba con rồng băng đã liền đi ra sau đó lao về phía trước. Thấy vậy, đám người Vân Lam Tông đã liền hợp lực kết thành trận hình. Từ trên trời cao, sát trận tỏa ra hơi thở cuồng bạo cũng liền phóng thẳng xuống dưới. Trong khoảnh khắc con rồng kia va chạm cùng sát trận, một vụ nổ làm rung chuyển nơi này đã liền bạo phát làm mọi người không khỏi kinh hãi. Thế nhưng vẫn chưa hết, sau khoảnh khắc đó, ở bên phía Vân Lam Tông, đám người kia rất nhanh đã liền tập hợp lại. Hai tay kết ấn, một trận hình khác đã được kết thành. Sau đó chỉ trong tích tắc, một luồng ánh sáng đã liền phóng tới người Hải Ba Đông. Hứng chịu công kích liên tiếp lao tới, Hải Ba Đông cắn chặt răng, băng tường đã liền xuất hiện chắn trước người mình. Trong giây lát, khi đoàn ánh sáng đánh trúng băng tường, Hải Ba Đông cũng liền bị chấn bay ngược lại, thân thể bị thương không hề nhẹ. Còn ở phía dưới, bên trong một căn phòng nhỏ chứng kiến đám người Vân Lam Tông đang tiến tới, tộc nhân Tiêu gia tất cả đều rất sợ hãi. Và cũng trong lúc đó, cách cuộc chiến không xa, ngồi trên chiến thuyền tiến về đế đô, Tiêu Viêm cũng vô cùng sốt ruột. Còn ở tại chiến trường, tình hình có thể nói là vô cùng cấp bách. Sau một đòn toàn lực khi nãy, Hải Lão đã bị trọng thương, liền bị đám người kia giam cầm lại. Đối diện với ông, đám người của Vân Lam Tông vô cùng ung dung. Lúc này, bọn chúng đang ép Hải Ba Đông giao ra tộc nhân Tiêu gia. Thế nhưng dù có bỏ mạng, Hải Lão cũng quyết giữ lời hứa với Tiêu Viêm. Bởi vậy, đám người kia tức giận liền lao về phía trước hạ sát thủ. Tuy nhiên, cũng đúng vào lúc đám người kia phóng xuống, từ trên trời cao, một đạo công kích đã liền lao tới phá tan đi giam cầm dưới chân Hải Lão. Sau đó, một vụ nổ cũng liền bạo phát làm nơi đây như sáng bừng. Đám người Vân Lam Tông thấy vậy sợ hãi cũng liền tản ra xung quanh. Còn trên bầu trời, khi khói bụi qua đi, từ trong lớp mây mờ, đoàn thuyền chiến khổng lồ cũng từ từ hiện ra. Ở trên chiến thuyền, lấy hỏa diễm bao trùm lấy cơ thể, Tiêu Viêm cứ thế lạnh lùng xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Ở khắp nơi, chứng kiến sự xuất hiện này, mọi người vô cùng chấn động. Lúc này, rất nhiều ánh mắt nghi hoặc đều hướng về Tiêu Viêm. Thế vậy, phân đốc thanh âm của hắn ta đã liền vang lên quát: Các hạ là ai mà việc của Vân Lam Tông cũng dám xem vào? Nghe vậy, một tiếng cười vang lên, Tiêu Viêm như tia chớp, chỉ trong tích tắc đã liền tiến tới sau người hai tên kia. Bàn tay khẽ động, một chiêu bát cực băng đánh ra, ngay lập tức chấn bay liền lúc hai tên đấu hoàng xuống dưới. Từ trong khói bụi, một tên trưởng lão thanh âm yếu ớt vang lên nói: Các hạ đến tục cùng là người nào, xin mời xưng tên. Ha ha, 3 năm, Vân Lam Tông, Tiêu gia, Tiêu Viêm trở về đòi nợ đây. Thanh âm chấm dứt, khi cái tên Tiêu Viêm xuất hiện, tất cả đều xôn xao bàn tán. Nhất là Pháp Mã, Sa Lão, Mộc Chiến cùng Nạp Lan Kiệt, tất cả bọn họ đều kinh ngạc vô cùng, không ngờ tiêu tử năm đó đã quay trở lại. Còn Tiêu Viêm nhìn Hải Lão, thanh âm anh ấy đã liềm vang lên nói: Hải Lão, đa tạ ngài mấy năm nay đã chăm sóc cho tộc nhân Tiêu gia ta. Ngươi, tên tiểu tử thối cũng trở về rồi đấy à? Trước tiên, đem bọn rùa nhặng này đuổi đi cái đã, sau đó ta sẽ cùng Hải Lão nói chuyện. Dứt lời, lấy hiệu lệnh của Tiêu Viêm, từ trên chiến thuyền, toàn bộ nhân mã đã liềm phóng xuống. Nhất thời, một màn đẫm máu cũng liền diễn ra. Thấy lực lượng kinh khủng như vậy, Hải Ba Đông kinh ngạc,
lấy chút sức lực còn lại, ông cũng liền lao về phía trước cùng đám người kia giao chiến. Lúc này đây, trên bầu trời, từng tiếng leng keng cũng không ngừng bạo phát. Trong tay Tiêu Viêm, huyền chọc xích liên tục đánh tới. Ở bên cạnh, băng thương trong tay Hải Lão vô cùng mạnh mẽ, chỉ trong phút chốc đã đánh tan được đám đấu vương cường giả. Phía dưới, từng âm thanh va chạm của đao kiếm cũng liền bạo phát, khói lửa bụi mù làm nơi đây trở nên hỗn loạn vô cùng. Thế nhưng chỉ trong phút chốc, quân số của Vân Lam Tông đã liền giảm mạnh, phân nửa đã bỏ mạng dưới chiến trường. Còn đám người còn lại, bọn họ rất nhanh đã bị đội quân của Hoàng Thất bao vây lại, không thể chạy thoát. Hiển nhiên, bọn họ muốn lấy lòng Tiêu Viêm. Còn trên bầu trời, hai cánh sau lưng khẽ động, Tiêu Viêm đã liền lao lên một hơi đánh cho đám đấu vương kia tan tác. Còn hai tên đấu hoàng cường giả, bọn chúng muốn chạy cũng đã muộn. Trong một đòn cuối cùng tung ra, Tiêu Viêm liền trực tiếp lấy mạng bọn chúng. Khi công kích xuyên qua, một chút tàn dư đã liền hướng về phía Vân Lam Tông phóng tới. Bởi vậy, ở tại Vân Lam Tông, Vân Sơn đã liền cảm nhận được. Ngay lập tức dùng ra phong tường, hắn ta liền phá tan đi luồng khí thế đó. Sau đó trầm mặc một hồi, dường như Vân Sơn cảm nhận được cỗ khí thế vừa rồi vô cùng quen thuộc. Thế nhưng hắn cũng không tin Tiêu Viêm lại trở về. Và rất nhanh, bóng đen đã liền xuất hiện, thanh âm quỷ dị vang lên nói: "Thế nào, lúc trước ta đã nói với ngươi, tin tiểu tử Tiêu Viêm kia tại Khắc Giáp vực làm mưa làm gió, xem ra lần này trở về e rằng sẽ gây cho Vân Lam Tông phiền toái không nhỏ. Một tên tiểu tạp chủng mà thôi, bổn tông muốn lấy mạng hắn vẫn dễ như trở bàn tay. Ta mặc kệ ngươi cùng hắn có ân oán gì, thế nhưng ngươi phải biết, trong cơ thể Tiêu Viêm có dược tôn giả dược trần linh hồn thể. Năm đó, Tiêu Viêm có thể bằng vào thực lực đại đấu sư lấy mạng một gã đấu vương cường giả cũng nhờ linh hồn của dược trần hỗ trợ. Đợi lần tới, Dược Trần giao cho ta đối phó, ngươi chỉ cần để ý việc bắt Tiêu Viêm là được. Yên tâm, ta sẽ đem đấu khí của tiểu tạp chủng kia phế đi rồi sẽ giao cho ngươi xử trí. Hy vọng vậy đi, tốt nhất ngươi không nên khinh địch, nếu không đến lúc đó, kết cục sẽ vô cùng thê thảm." Dứt lời, hắc vụ lại chậm rãi chuyển động, một lần nữa chuyển ra tiếng cười quái dị rồi chậm rãi tiêu tán đi để lại Vân Sơn lặng im tại chỗ. Còn Tiêu Viêm nhìn chiến trường một lượt, khi thấy đám người Vân Lam Tông toàn bộ bị tiêu diệt, anh ấy cũng liền phóng người xuống phía dưới. Lúc này, đứng sừng sững ở vị trí trung tâm, Tiêu Viêm liền trở thành tiêu điểm dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Thời gian trôi đi, sáng hôm sau, rốt cuộc mọi người cũng có thời gian để ngồi lại. Gặp lại đại ca, Tiêu Viêm cùng Tiêu Lệ vui sướng vô cùng. Còn Tiêu Đỉnh nhìn thấy hai đứa em thực lực ngày càng tăng tiến, mang theo ánh mắt mừng rỡ, thanh âm đã liền vang lên nói: "Tiểu tử, ngươi như thế nào mà trong 2 năm đã đạt tới đấu vương? Ha ha, cái này là công lao của tam đệ, nếu không bằng vào thiên phú của ta, hiện tại cùng lắm cũng chỉ là đấu linh mà thôi." Nói dứt lời, Tiêu Lệ liền ra hiệu cho Tiêu Viêm. Như hiểu ý, Tiêu Viêm cũng liền cười, sau đó tới gần hỏi Tiêu Đỉnh về đôi chân của anh ấy. Đáp lại, Tiêu Đỉnh cũng nói cho hai người em của mình biết về sự cố ngày hôm đó. Nghe xong, Tiêu Viêm ánh mắt đầy thương xót nhìn đại ca. Cuối cùng, trò chuyện cùng đại ca và nhị ca một hồi, Tiêu Viêm cũng liền cáo từ hai người và đi gặp Hải Lão. Sau đó, hai người cũng nói với nhau một số việc quan trọng về cuộc chiến sắp tới với Vân Lam Tông. Đến đây thì hết tập 53/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.